Tốt thôi, đừng tốt quá. Bởi nước trong thì không có cá, người tốt quá thì không ai chơi. Nước trong thì không có cá, người tốt quá thì không ai chơi. Bố tôi cả đời sống ngay thẳng nhưng vẫn bị ghét bỏ, cố tình lãng quên. Người tốt chưa chắc đã gặt hái được kết quả tốt, như kiểu người xấu cũng có thể hạnh phúc cả đời vậy. Tôi có quen một người đàn ông công tác tại trường đại học. Từ nhỏ, ông ấy đã rất cần cù, ngay thẳng, luôn cố gắng, nghiêm túc trong công việc. Lúc xử lý việc công của đơn vị, khi nào ông ấy cũng cương chính, cẩn thận. Dùng một đồng một cắc cũng ghi lại tỉ mỉ, rõ ràng. Có người qua nhờ ông ấy việc này việc nọ. Ông thấy mình giúp được thì gắng giúp. Nếu đối phương dúi cho chục trứng gà hay cân đậu phộng, ông liền tức giận kêu người ta cầm đồ về. Những lúc rảnh rỗi, ông thường sửa điện nước miễn phí cho mấy cụ cao tuổi neo đơn, không lấy một xu nào cả. Lần nọ, một cụ ngất xỉu trong nhà, cửa thì khóa trái, người thân cũng chẳng thấy ai. Mặc cho nguy hiểm đến tính mạng, ông ấy vẫn nhảy từ cửa sổ nhà bên qua ban công nhà cụ để mở cửa. Ấy là tầng 4. Sau này, bởi nhiều năm công tác trong nghề, ông ấy được thăng lên chức lãnh đạo nhỏ. Các khoản ăn uống công, phong bì trong đơn vị, rồi mỗi lúc liên hoan hợp hành này kia, hơi tí là gọi chai rượu cả chục củ mà chẳng ai uống. Ông ấy không uống rượu, sếp lớn mời rượu, ông ấy cũng không uống. Lâu dần bị cô lập như một lẽ dĩ nhiên. Ông ấy vô cùng tức giận, thế là từ chức trở về làm một người dân đen bình thường. Những người từng cười với ông ấy thường ngày giờ chẳng cười nữa. Những người từng chào hỏi ông ấy lúc gặp gỡ trên đường thì giờ đây tỏ vẻ như chưa từng quen biết vậy. Ngay cả cậu học trò ông ấy coi trọng nhất. Cùng đám cấp dưới ông từng tận tình chỉ bảo, cất nhắc, giờ đây cũng gọi thẳng tên ông ấy, thậm chí còn chỉ tay năm ngón ra lệnh cho ông. Cả thế giới bỗng trở nên lạnh lùng với ông ấy. Còn có kẻ chế giễu, cười nhạo sau lưng nữa. Mọi người lại tiếp tục guồng quay cuộc sống của mình. Chỉ có bản thân ông ấy thấy buồn bực. Rồi sau đó, ông ấy già đi. Đám cấp dưới năm đó của ông, giờ ai cũng có quyền có thế. Mỗi lần gặp ông ấy, họ cũng chẳng thèm liếc mắt. Ông ấy dạy dỗ tôi. Dạy tôi trở thành một người ngay thẳng như ông ấy vậy. Khi còn bé, tôi gật đầu, ngước nhìn ông bảo vâng. Nhưng đến sau này, tôi nói không. Tôi với ông cãi nhau một trận thật to về vấn đề này. Phải mấy ngày liền, ông ấy chẳng nói chuyện với tôi. Ông ấy vẫn giữ cho mình sự ngay thẳng ấy. Lần nọ, chiếc xe đạp ông ấy dùng chạy ngang chợ mua thức ăn mỗi ngày bị mất. Ông tìm quanh đơn vị, mới thấy nó nằm dưới khuôn viên một tòa nhà gần đó. Ông chạy qua, gô tên ăn trộm lại. Cái trộm là nhân viên tạm thời của đơn vị, đồng thời là người nhà của vị sếp nào đó. Lúc bị gô lại, tên trộm kia khinh thường thách ông. Có giỏi thì kiện đi, xin mời. Nếu là người khác, chắc đã nhịn cho qua rồi, nhưng ông ấy vẫn báo công an, gọi vị sếp kia đến đón người về. Sếp ngồi xe bốn bánh qua đón, cũng chẳng xuống xe, mặt lạnh như tiền, nói đôi câu giảng hòa, rồi rước người đi, không nhắc chi nữa. Ông ấy tức giận, thấy bất công, lại chẳng hay mình đã làm mất lòng người ta. Sau này, tôi thấy tóc ông bạc trắng hơn xưa. Thỉnh thoảng, ông dắt chó đi dạo quanh nhà. Có mấy cụ cao tuổi cất giọng hỏi thăm ông, nói ông là người tốt, tốt nhất trong những người mấy cụ từng gặp. Ông ấy cười thật tươi. Nhưng ngoài việc đó ra thì chẳng có thêm gì cả. Sang năm 2019, rất nhiều người đến tuổi về hưu, ông ấy cũng vậy. Trường đại học tổ chức buổi lễ tri ân những cán bộ về hưu. Mỗi một người công nhân viên chức, giáo sư thuộc từng khoa đều được thông báo tham dự. Ai lên sân khấu cũng được chính tay hiệu trưởng trao tặng một bông hoa đỏ rực.
Nó như là một minh chứng đầy vinh dự cho cống hiến cả đời của những con người ấy vậy. Chỉ có ông ấy là không nhận được. Lúc ông ấy biết đến việc này, buổi lễ tri ân đã khép lại rồi. Ai cũng nhận được thông báo, nhưng người phụ trách việc thông báo kia lại cố ý không nói với ông ấy. Ông ấy nằm nhà phụng phịu, chẳng hiểu tại sao mình cần cù chăm chỉ cả đời lại bị mọi người quên lãng thế kia. Ông ấy là cha của tôi. Mấy hôm nay ông ấy cứ buồn bực, ấm ức rồi lại lắc đầu thở dài. Tôi muốn bảo ông rằng cha chưa từng bị lãng quên, chỉ là có vài người lòng dạ xấu xa, ghim thói bướng bỉnh của cha, cho nên thỉnh thoảng sẽ ngán chân cha rồi núp trong bóng tối cười đùa giễu cợt. Cha luôn vững tin rằng chỉ cần chân thành đối xử với mọi người thì cuộc đời sẽ rực rỡ sắc hoa. Cha chưa từng tin rằng những người áo quần phẳng phiu ngoài kia từ trước đến nay chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, run sợ trước kẻ mạnh, nhiệt tình định bợ ai vua với bề trên, lạnh lùng lòng muôn dạ thú với người dưới. Nhưng sao tôi có thể nói lên lời đây? Tôi chỉ có thể dõi theo ông ấy, dõi theo 40 năm lao động miệt mài. Vậy mà ngay cả đóa hoa cài áo tượng trưng cho vinh dự cuối đời mà lẽ ra ông phải nhận được cũng chẳng thể chạm vào. Ông ấy là người ngay thẳng nhất, tốt nhất mà tôi biết. Vậy nên cũng bị người ta ghét bỏ. Người tốt chưa chắc đã gặt hái được kết quả tốt, như kiểu người xấu cũng có thể hạnh phúc cả đời vậy. Tôi không biết tại sao đóa hoa kia không được cài trên áo ông ấy. Đây là cố ý của ai? Đây lại là sơ sót của ai? Tôi cũng không biết nên gọi điện hỏi thăm phòng nào, đơn vị nào, mà gọi rồi cũng biết nói gì đây. Tôi nghe ông kể, nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng nghĩ ra cách nào giúp ông. Ông chỉ là một con người bé nhỏ, chuyện của ông cũng quá bé nhỏ, không có người nào quan tâm để ý đến cả. Chỉ có ông cảm thấy đóa hoa kia là minh chứng cho những cống hiến trọn đời của ông ấy. Ở đời, ngựa tốt sẽ bị người khác cưỡi, người tốt sẽ bị người khác phụ. Thực sự trưởng thành cũng chính là khi bạn trở thành một người chẳng dễ chung sống với người khác. Khi đó, bạn sẽ tự biết được mình cần gì và mình đang ở đâu. Có người nói rằng, cái gọi là trưởng thành để chỉ những giác ngộ sâu sắc nhất về bản thân, chứ không phải biến mình trở thành tù nhân của những khuôn khổ. Trưởng thành cũng chính là khi bạn đứng giữa đám đông mà vẫn giữ được bản sắc riêng của mình, khi đương đầu với thế sự mà vẫn giữ được con tim son sắt. Cổ nhân dạy, con người tốt sẽ bị người khác cưỡi, người tốt sẽ bị người khác phụ. Lương thiện không phải là điều xấu, thế nhưng quá lương thiện lại là một thứ bệnh. Là một người quá dễ tính, người khác nói gì bạn đều không có ý kiến. Cuối cùng, những lời bạn nói sẽ chẳng nhận được sự tôn trọng. Chỉ một lần khó tính, bạn sẽ lại bị bêu xấu. Bạn giúp người khác khi gặp khó khăn, người ta sẽ ghi nhớ ơn bạn. Nhưng bạn cứ giúp mãi thì họ sẽ trở nên ỷ lại. Một khi bạn không giúp nữa thì từ ân nhân há chẳng hóa thù địch sao? Làm người đừng dễ tính quá, hãy làm một người không dễ chung sống với người khác. Cho dù quan hệ có tốt đến đâu, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời những yêu cầu trợ giúp của người khác. Đừng ôm những việc nằm ngoài tầm với của mình. Đối với những việc khiến bạn vi phạm nguyên tắc của bản thân, bạn cần dám nói chữ không. Những người thật sự suy nghĩ cho bạn, thật sự quan tâm bạn, thì chắc chắn sẽ suy nghĩ đến chuyện bạn cảm thấy thế nào trước lời đề nghị vô lý đó. Đừng quá biết điều, hiểu chuyện. Quan hệ giữa người với người đều có những giới hạn. Mỗi người đều có nguyên tắc và nghĩa vụ của chính bản thân. Chẳng ai có thể gánh vác giúp được. Trong gia đình, mỗi người đều có một vị trí riêng.
Trong công việc, mỗi người sẽ có nhiệm vụ riêng. Trong xã hội, mỗi người đều có trách nhiệm riêng. Trưởng thành là khi bạn làm tốt công việc của bản thân, thể hiện tốt vai trò của mình, chứ đâu phải là vượt quá chức phận, đảm nhận thay nghĩa vụ của người khác. Làm nhiều thì sẽ sai nhiều, quá hiểu chuyện thì thường sẽ muốn một vai gánh vác tất cả mọi việc. Có thể những việc giống nhau cũng sẽ làm không tốt. Trong gia đình, nếu như không phân chia rõ ràng vị trí của bố và mẹ, hai người ai cũng muốn gánh vác tất cả. Thế nhưng có thể dẫn đến tình trạng bỏ ra rất nhiều nhưng chẳng thu được kết quả gì. Trong công việc, nếu như bạn quen làm việc nhiều, đến một ngày bạn làm ít hơn, như vậy thì sẽ bị người khác oán trách. Những đứa trẻ biết khóc thì sẽ có sữa mẹ ăn. Có khó gần lại chính là một sự hài hòa, một điều thú vị của cuộc sống. Bất kể có vấn đề gì, bạn hãy thật sự thẳng thắn, dù đúng dù sai, thì như vậy bạn sẽ tìm được cách giải quyết tốt nhất. Giữa vợ chồng, có gì khúc mắc, hãy cứ tâm sự với nhau. Có gì tủi thân thì hãy mở lòng đối thoại. Cứ ôm suy nghĩ trong đầu, sao người ta biết bạn đang nghĩ gì. Không cần quá hòa đồng. Có lúc không phải là bạn không hòa đồng, mà đơn giản chỉ là bạn chưa tìm thấy những người thực sự phù hợp với mình. Làm người không nên quá hòa đồng, bởi vì muốn hòa nhập với mọi người mà phải gò ép bản thân thì chẳng khác gì gọt chân cho vừa dày, nhất định sẽ chẳng dài lâu. Nếu cứ quá gò ép, ngày tháng rộng dài, bạn sẽ tự nhiên quên đi con người thật của chính bản thân mình, chẳng còn chính kiến, chẳng có nguyên tắc, trở thành một người vô hình trong đám đông đó. Làm người không nên quá hòa đồng, so với làm vừa lòng người khác, chi bằng hãy làm tốt chính bản thân mình. Bạn bè cũng chỉ là bạn bè mà thôi, đời này ai cũng phải tự mình sống, thực lực bản thân sẽ quyết định chất lượng cuộc sống của bạn. Hãy làm một người không dễ gần, không cần quá hòa đồng. Hãy có lý tưởng và quan điểm của chính bạn. Đối mặt với chuyện đại sự, có thể nói lên quan điểm. Biết được mình muốn gì mà không cần chuyện gì cũng phải đi hỏi ý kiến bạn bè. Năng lực suy đoán sẽ chẳng thể bị mất đi. Không cần quá hòa đồng, hãy biết cách tự đứng lên. Tích lũy năng lực của bản thân trong cô độc, khẳng định cái chất của bản thân. Cuộc sống này rất ngắn, hà cớ gì bạn phải làm tổn thương bản thân để đón nhận người khác. Đường đời lại rất dài, sẽ chẳng có ai có thể đi cùng bạn đến cuối con đường. Con đường dài nhất ấy vẫn cần bạn tự mình bước tiếp. Có lúc đừng sống quá tốt, cũng đừng quá rộng rãi. Vì thời gian càng lâu, những người bên cạnh bạn, họ cảm thấy tất cả việc tốt bạn đã làm là đương nhiên như thế. Giả sử vào một ngày bạn không chịu đựng nổi nữa, mệt thật rồi, thì cũng không có ai thương xót và thông cảm với bạn. Bởi vì trong mắt họ, chính là bạn đã tự nguyện làm như thế. Khi bạn quá quan tâm đến người khác, họ sẽ càng làm khó bạn gấp vạn lần. Còn nếu bạn quá nhường nhịn người khác, họ sẽ được nước tiến lên làm tổn thương bạn. Trong tâm cũng đừng quá tốt, không nên việc gì cũng nghĩ thay cho người khác. Bởi vì sẽ có người không bao giờ cảm nhận được những suy nghĩ của bạn, thông cảm với cái khó khăn, sự gian khổ của bạn. Thậm chí đến một câu nói quan tâm ấm áp thôi cũng không có nữa. Bởi với họ đã quen với ý nghĩ, tất cả những gì bạn làm tốt đó là điều đương nhiên. Hãy là một người tốt, thông minh. Triết lý viên kẹo có nghĩa là khi bạn cho ai khác một thứ gì, nhiều khi họ sẽ không nghĩ ấy là món quà. Họ nghĩ đó là bổn phận, là trách nhiệm. Khi bạn không cho thứ mà họ muốn nữa, họ sẽ lập tức trở mặt với bạn. Nếu ở trong hoàn cảnh đó, liệu bạn có thể tiếp tục cho đi nữa hay không? Với nhiều người,
Cho dù bạn có cho họ kẹo mỗi ngày, thì họ cũng chỉ nhớ mỗi một ngày mà bạn đã không cho mà thôi. Bạn là một người chân thành và cởi mở, luôn nhiệt tình đối với bạn bè. Những gì bạn mình cần giúp đỡ, nếu trong khả năng thì bạn chẳng hề chối từ. Bạn bè của bạn dần dần quen với việc họ cần người an ủi, bạn sẽ đến. Họ thiếu tiền, bạn sẽ giúp. Bạn như thể luôn là một người lớn, người hùng trong mắt bạn bè. Mỗi khi họ cần thì bạn sẽ có trách nhiệm đến an ủi động viên. Đến một hôm, họ trách bạn rằng không còn đối xử tốt với người ta nữa. Nhưng họ lại không chịu nhớ rằng ngày cô ấy cãi nhau với sếp thì bạn lại vừa mất một cơ hội thăng tiến. Bạn là một nhân viên mẫn cán nhất phòng, không ngại ôm nhiều việc, chẳng ngại làm thêm giờ. Bạn luôn tâm niệm rằng chỉ cần công việc tốt lên là được. Tính toán thiệt hơn việc ai làm ít, làm nhiều hơn làm gì. Bạn không phải là người nhanh nhẹn nhất, nhưng bạn sẽ luôn là người cần mẫn nhất. Bạn không phải là người giỏi nhất, nhưng sẽ là người chăm chỉ nhất. Bất chợt đến một ngày, bạn cảm thấy mình đuối sức. Bạn cảm thấy mình cần về nhà sớm và bạn cảm thấy mình cần có người chia sẻ công việc. Sếp dường như trở thành một người khác, đánh giá thấp kỹ năng của bạn. Cho rằng những cố gắng của bạn bằng không và phóng đại cả những khuyết điểm của bạn lên nữa chứ. Bạn làm việc hết mình chẳng tính toán thiệt hơn, nhưng sếp bạn có thể lại cho rằng đó là bổn phận, trách nhiệm của bạn. Trực ngoài giờ là trách nhiệm của bạn. Không đợi khách hàng nào khiếu nại là trách nhiệm của bạn. Hoàn thành công việc sớm là bổn phận bạn cần làm. Đồng nghiệp thì lại cho rằng bạn đang lười biếng, đang buông bỏ. Bạn đang đùn đẩy trách nhiệm cho họ, khiến tự nhiên họ phải làm những việc trước đây chẳng phải động tay. Dù bạn có làm 200% sức lực, thì đến hiện tại điều đó đã trở thành nghĩa vụ mà bạn phải thế. Cho nên, khi bạn chỉ làm đủ 100% những việc cần, mọi người cho rằng bạn chưa hoàn thành đủ trách nhiệm của mình. Bài học này thật sự quan trọng trong cuộc sống chúng ta. Những điều chân thành từ tấm lòng của bạn không phải ai cũng xứng đáng để nhận. Hãy biết chọn lựa để bản thân không phải hối tiếc những gì bạn đã cho đi. Có thể bạn cần cân nhắc lại về việc cho đi đối với những người thật sự xứng đáng hơn.